Mở đầu phiên bản 1.2 của Honkai Star Rail quá khủng đúng không anh em? Chào mừng anh em đến với video thứ hai của Honkai Star Rail và mình đã rất nghiêm túc đây. Hello anh em. Đầu tiên là về cái code thì mình đã đăng ở trong cái video trước rồi, video review Blade. Code cho anh em 50.000 ánh sao cùng với cả những cái phần thưởng khi phần đền bù khi bảo trì các kiểu. Mới vào đập vào mặt là 770.000 ánh sao, quá khủng. Và đập vào mặt lần thứ hai đó là con boss lãnh đạo của bí truyền Dược Vương. Nó có quả tạo hình phải nói là ngang nửa Signora anh ạ. Đoạn này là mình đơ máy luôn. Máy mình nó đơ đoạn đấy một lúc. Về cái phiên đã chỉ dẫn, không biết có anh em nào kẹt ở cái chỗ này không. Nếu như anh em có thì đây. Đoạn này anh em nhìn minimap ấy, mình sẽ sử dụng minimap với cả cái phím R, sử dụng phiến đá đấy để nhìn cái vị trí của các cái trụ nhá. Cái trụ đầu tiên mở là cái trụ đó, còn cái trụ thứ hai thì nó có hai cái phiến đá thì mình sẽ mở cái trụ có cái phiến đá phía trên. Đây. Anh em để ý cái phần map của nó ấy, nó có hai cái trụ thì nó phải là cái phía trên, dễ nhìn nhầm lắm, cái trên nhá, không phải cái dưới đâu. Cái tiếp theo cũng tương tự như vậy, nó là cái phiến đá ở bên tay phải, chính là cái phiến này. Và khi mở xong phiến này rồi thì coi như là mọi chuyện đã kết thúc rồi, chỉ còn một phiến nữa thôi mà. Khi anh em làm đúng rồi thì nó sẽ có cái cắt cảnh. Chỗ này trông thế thôi mà nó tốn của mình một khoảng thời gian chung là cũng không ngắn lắm. Bởi vì thực sự là nhìn nó khá là dối so với cái bản đồ thực tế với cả cái minimap. Về cái chỗ giải đấu số 2 này thì nó không gợi ý theo cái bản đồ minimap nữa mà nó gợi ý theo bức tranh trên tường. Cái vị trí đầu tiên sẽ là bức tranh có cái hình cái bào thai này. Sau đó là mình sẽ quay camera đi chéo sang cái bức có 3 người đang đi vào cái nói chung cổng dịch chuyển gì đấy. Bước tiếp theo sẽ nằm ở ngay bên tay phải này thôi. Cũng là 3 người nhưng có 2 người đang cầm cái giáo. Và như thế là kết thúc rồi, chúng ta chỉ còn một bước nữa thôi. Vâng, theo mình thì cái cổng cuối cùng là cái cổng dễ nhất. Đây là cái mình làm cuối cùng, không biết anh em làm cái này là cái thứ mấy. Bên dưới những cái cọc này nó có đánh số luôn anh em, 1, 2, 3, 4. Cái này thì quá dễ để giải rồi, cho nên là mình sẽ tua nhanh nhá. Ok anh em, đó là phần gỡ rối về cái nhiệm vụ này. Không biết có anh em nào kẹt không, nếu có thì hy vọng là sẽ giúp được anh em. Sau khi làm xong mấy cái giải đấu đó thì sẽ vào một cái đoạn đánh con boss. Trong đó cũng đoạn cắt cảnh rất là hay. Mình sẽ tua qua đoạn đấy nhá, để đề phòng anh em bị spoil. Nếu anh em muốn xem cắt cảnh thì có thể tua đến đoạn cuối ở video sẽ có nhá. Trong cái phần khám phá phần thưởng của sự kiện Shenzhou Bay Bay này, nó đã mở cái phần thưởng rồi anh em đừng bỏ quên nhá. Ví dụ như anh em đang để ý đến những cái phần thưởng này chẳng hạn, có vé mà không dùng thì nó cũng phí đúng không anh em có thể tiêu vé vào đây rồi nhá. Cái này nó không cho viết vào đây nhỉ, nó không cho ghi anh ạ. Anh em chỉ có thể bấm click này thôi. Càng nhiều vé bấm càng mệt. Anh em có thể all-in được một món cũng được. Theo mình biết là như là nếu như trúng thưởng thì chỉ được chọn một trong những cái vật phẩm này thôi sao ấy. Nếu ví dụ như kiểu là anh em trúng cả hai cái thì anh em chỉ được chọn một món thôi thì phải. 50-50 xem sao. Ok anh em, đây mình sẽ chọn như thế này nhá. Anh em có thể all-in một món cũng được. Đó, như thế là anh em đã khám phá thành công. Và anh em có thể cộng thêm vé vào đây các kiểu nếu như anh em có thêm vé. Cái này mình nhắc anh em để anh em không quên thôi. Biết đâu anh em sẽ là người trúng thưởng thì sao, đúng không? Sau khi khám phá xong còn được thêm một cái code nữa. Đúng rồi, đây là cái code để nhận thưởng đó anh em. Cái code này thì cũng giống như các cái code dùng một lần khác thôi anh em. Khi có code thì anh em lên tranh thủ nhập ngay nhá, kẻo nó hết hạn lúc nào không biết. Ok, chúc anh em thành công nha. Về con boss tuần thì nó có 3 cái form. Để con boss tuần này thì anh em quyền phải làm xong quét đã. Theo mình thấy thì nó không khó anh ạ. Mà do là mình để cái team này, sau đó mình để auto, mình đánh 3 lần thì đều thấy thành công hết. Mình cứ quay lại là nó đã chết rồi, và không phải đánh lại một lần nào cả. Mỗi tội là mình thấy là đánh hơi lâu thôi, có lẽ là do đam của mình nó vẫn chưa nhiều, mỗi lần đánh là khoảng tầm từ 5 phút đến 7 phút mới xong. Vì đây là con boss mới cho nên là mình đã dành 3 cái lượt đánh của tuần này all in vào con boss này, bởi vì những cái vật phẩm từ boss của những con boss trước ấy thì mình vẫn còn ấy. Ok. Về vũ trụ 7 thì mình chơi team săn bắn và dùng Silly. Cái này thì như mình đã nói trong các cái video về vũ trụ mô phỏng, đó là anh em có nhân vật gì thì anh em xài cái búp đó. Ví dụ anh em chơi Clara thì anh em xài vui vẻ. Jin Yuan cũng có thể là vui vẻ hoặc là săn bắn tùy anh em. Silly thì săn bắn và Gepard các kiểu thì bảo hộ. Nói chung là vân vân và mây mây tùy chọn. Về con boss này nếu như anh em sử dụng Blade thì anh em có thể giải rất nhiều loại búp, từ hủy diệt này, săn bắn này, trù phú này, rồi vui vẻ đều có thể xài được hết. Cái trick dùng săn bắn để đánh boss thì mình nghĩ anh em đánh quật 7 thì anh em đã nắm rất là rõ rồi đúng không? Chúng ta sẽ tích hai cái tầng của săn bắn. Sau đó thì đợi nó gọi ra những cái con quái nhỏ, rồi sử dụng cái mũi tên bắn những cái con quái nhỏ của nó. Nếu chết thì nó sẽ hồi lại. Nó hồi lại chúng ta sẽ spam được liên tục. Và sau đó thì sẽ không sử dụng cái
săn bắn nó nữa, để đợi sang tuần sau để nó gọi con quái ra để tiếp tục lại làm như vậy. Ban đầu thì mình chủ quan, mình auto khinh địch. Thế là đến cuối cùng con boss nó khỏe lên và cả team mình đã bị chết hết. Cho nên là để không mất thời gian, mình đã đánh bằng tay. Đến turn 2, nó bắt đầu chuyển sang form thứ hai, nó sẽ gọi ra một đống cây này và mình đã dùng cái săn bắn. Nhưng mà mình để ý thấy rằng là có thể là mình bắn thêm một phát nữa thì có thể là nó chết cây, có thể là không chết. Cho nên là mình đã khoan không đánh và mình sẽ dồn đam vào một cái cây làm cho nó yếu máu nhất có thể ấy. Rồi sau đó thì mình mới sử dụng cái vận mệnh săn bắn, tiếng mạo vận mệnh. Lúc đó chắc chắn hơn. Và khi mà cái cây của nó bị tiêu diệt thì mình sẽ spam được hết và thanh tẩy được toàn bộ cái, nói chung là cái vườn cây này. Khi mà con hươu này nó không có những cái cây nữa thì nó sẽ bớt khó chịu hơn rất nhiều. Nói chung theo mình thì săn bắn là một cái khá là hiệu quả để chơi với con hươu này. Có thể không phải là cái hiệu quả nhất nhưng mà thực sự là nó vẫn rất là ngon. Tới lượt thứ 3 thì mình cảm giác rằng mấy cái cây nó gọi ra thì cái lượng máu của nó sẽ cao hơn hẳn. Mình để ý thấy cái lượng sát thương từ tiếng vọng vận mệnh săn bắn ấy nó không còn được cao như trước nữa. Cái cây nó có thể không chết nếu như anh em spam 2 lần. Nên mình sẽ tiếp tục dùng cái trick đó là đánh cho các cây nó yếu máu đi. Ít nhất là một cái để có thể spam được cái tiếng vọng vận mệnh này. Một khi cái tiếng vọng vận mệnh săn bắn nó vào cái form, vào cái đà bắn của nó rồi thì không có gì có thể cản được. Anh em có thể tiêu diệt được hết cái đống cây này. Và theo mình thì ở cái đoạn 3 này anh em nên có thì spam luôn cái tiếng vọng vận mệnh săn bắn đi. Mình lúc này mình chưa biết, mới là đầu tiên đánh mà. Mình tưởng là nó sẽ gọi thêm cây nữa cho nên là mình đã không dùng cái này. Và đến cuối thì nó đã thịt mất Bronia của mình. Ok, nhưng không sao. Nói chung là clear được, qua được là ok rồi. Và khi anh em clear được cái quật 7 độ khó cuối cùng thì nó sẽ mở khóa những phần thưởng của cái độ khó trước đấy mà anh em bỏ qua chưa đánh. Ok, chúc anh em thành công nhá. Anh em sử dụng cái vận mệnh gì, anh em hãy để lại bình luận trong video này nhá. Khi mình trở về với trung tâm biển thuyền sao thì mình thấy có mấy cái quét xanh ở đây anh em ạ. Có sự hung dữ của thú vật và quét nghiên cứu học thuật. Những cái quét này nó đều có ngọc ánh sao nhá anh em. Và phần thưởng thì nhìn cũng khá là phong phú. Mình chưa làm chưa biết có khó không. Nếu như anh em làm rồi thì anh em hãy để lại bình luận xem nó có khó không nhá. Ngoài ra thì nếu như anh em thấy có quét ở chỗ nào nữa, quét của phiên bản mới ấy, thì anh em cũng để lại bình luận nhá anh em. Ok. Trong cái tab sự kiện thì nó có rất nhiều thứ. Có những thứ như bình thường đó là thử banner các kiểu, thử nhân vật. Có nhiệm vụ đồng hành, anh em có thể bắt đầu từ cái chỗ này. Để vào cái phần dùng thử các nhân vật trong banner thường thì anh em chỉ cần bấm mở cái banner thường lên, cho nó có nút dùng thử. Trong này nó sẽ hiện ra 7 nhân vật. Mỗi nhân vật dùng thử sẽ được 20 ngọc ánh sao giống như các tin trước đó đã đăng tải. Anh em có thể vào đây chơi thử hết các nhân vật để lấy 140 ngọc ánh sao. Có một cái ưu hóa mà mình thấy là quan trọng, đó là ưu hóa sự kiện vị diện nứt vỡ. Thay đổi lớn nhất của nó đó là bây giờ nó sẽ cho anh em 12 lần nhận thưởng x2 luôn. Trong thời gian sự kiện thì anh em có thể sắp xếp thời gian để sử dụng số lần x2 này tùy thích. X2 đủ 12 lần thì có nghĩa là anh em sẽ xong cái sự kiện này, anh em có thể xong ngay khi sự kiện vừa ra mắt, hoặc là anh em có thể chơi tà tùy chọn. Nói chung là nó cho anh em một cái cơ hội chủ động hơn rất nhiều trong cái sự kiện này. Trong cái bài đăng của nhà phát hành còn có một vài thông tin khác nữa, nhưng mà theo mình thì cái thông tin về cái sự kiện x2 vị diện này nó thay đổi là cái thông tin quan trọng nhất rồi. Anh em muốn xem thêm thì có thể lên hội Unlock của nhà phát hành nhé. Để nhận được du công thì anh em chỉ cần đánh cái sảnh đường mới ấy là nó sẽ cho anh em nhận được nhá. Cần vượt qua cái ải đầu tiên thôi cũng được, và ải đầu tiên thì thực sự nó rất là dễ. Ở trong video này cũng đã nhiều nội dung rồi. Những cái nội dung khác còn lại của phiên bản như là mở dương các thứ nếu có, và nói chung là sảnh đường thì mình sẽ up sau nhé. Cảm ơn anh em. Hy vọng là anh em sẽ có một cái trải nghiệm thú vị với phiên bản 1.2 này. Và hy vọng là anh em sẽ gặp may mắn khi roll banner các kiểu các kiểu. Chúc anh em một ngày thật vui. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Ở đoạn cuối video thấy một số anh em báo rằng là máy yếu không xem cắt cảnh, nên là mình sẽ để cái đoạn cắt cảnh của phiên bản 1.2 ở đoạn cuối video này. Nếu anh em chưa tự chơi phiên bản 1.2 thì xin cảnh báo rằng đoạn video phía sau sẽ có thể tiết lộ trước nội dung của phiên bản nhé. もっと観察したかったのに。王女の恩恵を受けたんですもの。壊滅の祝福に耐えられるの。当然だろ。天は。恩人の皆様、改めて自己紹介させてもらう。 無駄だ。その正体を現せ。やめろ。よくも。小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯せしめ、先週を裏切り、
対乱を起こし衛星に追放する寿命の竜族陰月君だ。泉州に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならばどちらも捕らえて将軍に裁いてもらうまで。将軍様をボイドレンジャーに変えてラフで来る間が起きるだろうか。そんな壊滅は実に楽しみだ。お主の将軍だが失ったのはわらわが作った肉親でしかない。果たしてお主はいつまで持つだろうな。泉州が壊滅する日はすぐ訪れるぞ。猿壊滅の創業よ、ネギオンに次ぐ殉職復讐は必ずや果たされる。あんたは休憩、私は見張り、後で交代しなさい。